Mời Chúa ngự trị trong tâm hồn. Suy niệm tin mừng Thánh Luca đoạn 7 câu 36 đến 50, trích đọc vào Chủ nhật thứ 11 thường niên. Vì tôn trọng Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh, các tín hữu Việt Nam thường đặt tượng ảnh thánh ở những chỗ cao trọng nhất, như ở trên tháp nhà thờ, trên những tượng đài uy nghi đồ sộ. Trong mỗi gia đình Công giáo, nhà nào cũng lập bàn thờ và đặt ảnh tượng Chúa ở vị trí quan trọng và xứng đáng nhất trong gia đình. Thế nhưng, điều đáng buồn là lắm khi người ta quan tâm đặt tượng ảnh Chúa lên những nơi thật cao cho mọi người trông thấy, mà lại quên đặt Chúa ngự trong tâm hồn mình, để ngày đêm có Chúa ở với mình, để lúc nào cũng có thể lắng nghe tiếng Chúa nhắc bảo, để có một đời sống gần gũi thân mật và tương hợp với người. Tâm hồn mỗi người mới thật sự là nơi mà Thiên Chúa hằng mong muốn ngự trị. Cách đón tiếp của ông Simon. Hôm ấy, theo Thánh sử Luca thuật lại, ông Simon, một người thuộc nhóm Pharisêu, mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Nhưng chẳng rõ vì lý do gì ông ta tiếp đón Chúa không được mặn mà cho lắm. Ở Palestine thời Chúa Giêsu, khi có khách đến nhà, theo phép lịch sự đòi hỏi, chủ nhà thường tiến hành ba việc sau đây. Một là bày tỏ lòng quý trọng bằng cách dành cho khách một chiếc hôn bình an. Hai là rửa chân cho khách. Ba là đốt hương liệu cho hương thơm lan tỏa khắp nhà, hoặc nhỏ vài giọt dầu hoa hồng lên đầu người khách quý. Thế nhưng ông Simon không làm như thế cho Chúa Giêsu. Tuy có mời Chúa đến nhà, nhưng ông chỉ dành cho Chúa một chỗ trong bàn tiệc, mà chẳng dành cho người một chỗ trong tâm hồn mình. Cách đón tiếp của người đàn bà tội lỗi. Trái với thái độ hờ hững của ông Simon, một thiếu phụ mang đầy tai tiếng trong vùng đã bất chấp dư luận tìm đến tận nhà ông Simon, nồng nhiệt đón tiếp Chúa Giêsu, không phải vào nhà mình nhưng vào tâm hồn mình cách rất tha thiết. Vừa thấy Chúa Giêsu, chị quỳ sụp xuống chân người và bỗng nhiên òa lên khóc nức nở. Khóc vì chị đã để cho vô vàn lầm lỗi xâm chiếm tâm hồn. Khóc vì hận mình đã không đủ sức hoàn lương và bước theo con đường cao đẹp mà Chúa Giêsu mời gọi. Khóc vì gặp được Chúa Giêsu là bậc thầy cao quý, không hề khinh bỉ chị như bao người khác, nhưng đã nhìn chị bằng ánh mắt tôn trọng và yêu thương. Nước mắt giàn giụa đã làm ướt đẫm đôi chân Chúa Giêsu. Lấy gì mà lau bây giờ? Thôi kệ, cứ xõa tóc xuống mà lau. Cho dù theo phong tục xứ Palestine thời đó, một phụ nữ xõa tóc giữa nơi công cộng có thể bị khinh dễ chê cười. Và rồi, với tất cả tấm lòng tôn trọng và yêu mến, chị trút hết dầu thơm đắt giá chứa trong bình bạch ngọc lên đôi chân Chúa Giêsu.
như trút cả tình yêu trong đáy tim mình cho Chúa và tha thiết hôn lên đôi chân ấy. Thế là chị cũng không ngờ là mình đã giữ đúng phép khi tiếp khách quý đến nhà, rửa chân cho khách, nhưng không phải bằng nước ao hồ như người ta thường làm, mà là bằng những giọt nước mắt thương yêu. Hôn chào khách, nhưng không phải hôn lên má khách theo thông lệ, mà là hôn lên đôi chân Chúa với tấm lòng kính mến tri ân. Và sức dầu thơm quý, nhưng không phải sức lên đầu, mà là lên đôi chân của Chúa. Trái với ông Simon chủ nhà, chỉ tiếp đón Chúa lấy lệ, nên chỉ dành cho Chúa một chỗ trong bàn tiệc, mà không dành cho người một chỗ trong tâm hồn. Người phụ nữ này đã thực sự đón tiếp Chúa với tất cả tấm lòng thương mến và thực sự dành cho Chúa một chỗ quan trọng trong tâm hồn, trong trái tim mình. Cách tiếp đón của chúng ta. Hiện nay, bất cứ lúc nào, Thiên Chúa cũng muốn đến với chúng ta và chờ mong được mỗi người chúng ta tiếp đón. Chúng ta đón tiếp Chúa với tâm tình và thái độ nào? Đón tiếp Chúa cách hững hờ nhạt nhẽo như ông Simon biệt phái, hay thân tình mật thiết như người phụ nữ trên đây? Chỉ dành cho Chúa một chỗ trên bàn thờ, hay đón nhận Chúa vào lòng để Chúa ngự trị trong tâm hồn và trong cuộc sống? Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con trở thành bạn hữu thân thiết của Chúa. Xin đừng để chúng con gạt Chúa ra bên lề cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn đặt Chúa ngự trong tâm hồn mình, để ngày đêm có Chúa ở với mình, để lúc nào cũng có thể lắng nghe tiếng Chúa nhắc bảo, để có một đời sống gần gũi, thân mật và tương hợp với Chúa hơn.